Chào các bạn, mình đang có mặt ở khách sạn Nico Hà Nội và ở đây là một cái bồn cầu rất là hay. Nó có một số cái thiết bị điều khiển nào các bạn rửa ấy khi mà các bạn sau khi đi xong. Thì cái bồn cầu này là nó của hãng Inax. Này, của hãng Inax. Để mà dội nước á thì bạn vẫn sử dụng hai cái nút bình thường thôi. Nó không có một số cái thiết bị tự động như là một số cái bồn cầu ở bên Nhật mà bạn TDNC đã từng trên tay. Thì cái tính năng đặc biệt nhất của cái bồn cầu này nó nằm ở cái bảng điều khiển. Bảng điều khiển này chúng ta có một nút bắt đầu hoặc là stop. Đây là những cái nút để mà rửa ấy sau khi các bạn đi ấy ấy xong. Có một cái nút sấy cho nó mát mẻ, cho nó khô. Rồi bạn cũng có thể chỉnh cái nhiệt độ của cái bồn này. Nếu mà bạn nào ở Hà Nội á, thì mùa đông thì sẽ rất là lạnh, cho nên những cái tính năng này sẽ giúp ích cho bạn ngồi vào nó không có bị tê đít. Ở đây bạn cũng có thể chỉnh được những cái độ mạnh nhẹ cho cái tia nước bắn ra. Để sử dụng cái tính năng này thì các bạn tưởng tượng các bạn sau khi đi ấy xong, các bạn sẽ ngồi vào thì lúc đó mông các bạn sẽ che cái cảm biến này và các bạn sẽ xoay sang, các bạn nhấn cái nút rửa thì nó có một cái cây này nó chạy ra và nó xịt nước lên. Ở đây nếu mà mình chỉnh độ mạnh lên cao hơn thì nó sẽ xịt ra cho các bạn xem, nước nó sẽ bắn lên đó. Thì nước nó xịt lên như vậy thì nó sẽ rửa cho các bạn. Và các bạn cứ ngồi thì vẫn còn ngồi thì nó vẫn còn xịt, cho tới khi nào các bạn bấm stop hoặc là các bạn đứng lên cũng khá là hay. Sau khi mà các bạn đã xịt xong, rửa sạch sẽ rồi thì chúng ta sẽ bấm tới nút sấy. Đó, nút sấy này nó sẽ đưa ra một cái làn hơi. Hơi này không có nóng lắm, bạn có thể chọn cái mức độ được. Và mình phải liên tục che cái này để mình demo cho các bạn xem. Còn ở cái nút bidet này á, thì tác dụng của nó cũng giống giống như là cái nút shower, nhưng mà cái tia nước nó rộng hơn một chút. Đây là một cái bồn cầu rất là hay, mình rất là thích đi cái bồn cầu này. Rồi, xin cảm ơn các bạn.